Với cả mấy này chơi lác vãi. Ok. Nhờn nhờn. Ok. Chiến đấu thật phong cách. Rồi bên này đi. Chết rồi, lẽ ra phải lên tòa nhà này chứ. Thôi, rớt sông rồi. Khổ rồi, trời ơi. Trời ơi, bà ơi đội. Chưa nhiều cái nâng cấp trang bị kìa. Ở đâu? Cái này là nhận trang bị hay sao chứ? Đúng không ta? Ê, có địch, có địch. Rồi, có ngay khẩu súng. Nhanh, 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 địch sắp vào. Còn 15 viên này đi. Ô. Lỗi rồi. Còn đi lỗi quá. Dùng sai góc nhìn tức ấy. Thì làm lại. Mua bên này ta làm cái khác. Cái vòng quanh. Ok. Có đấy không nghe tiếng bước chân luôn ạ. Bắn nhiều. Mất 5 điểm hơi tào lao. Ê, có điện trang này ngon này. Rồi. Mục tiêu chính điền trang. Gần điền trang là dễ có súng lắm. Đây 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 đây. Bên này cũng có súng. Đồ đẹp, đồ đẹp, đồ đẹp. Chết rồi. Đấy, có khẩu súng trường bắn với sướng. Rồi, giờ vào hành động điền trang mình nhập đồ. Đâu vậy? Ui. Cái
căng nha, càng lúc càng đi căng nha. Hơi tức. Để xem. Trải nghiệm các vòng quay nha. Bùm. Ra gì đây? Ui. Rồi. Áo khoác Galaxy. Điểm may mắn. Phải đi. Ô, cái này có 4 quay này, quay không ta? Thử. Ui. Ui. Gói bóng chảy. Ok. Cái này là cái gì? À, chọn lại ba lô và không, nếu mà loại bỏ cái này đi. Ok, nếu có tiền sẽ mua sau. Đồ ăn cho pet à? Không vòng nào đẹp. Cái mũ này ok chứ. Gì đây? Đồ nào đi, cái này cho nó màu mè đi. Này đi. À, giày thì cũng biến đổi luôn. Thế thì combo luôn. Bạch đấy, bạch đấy, bạch đấy. Đây, một combo tím. Ok. Để hình này đi cho nó đỏ. Có gì hot không nhỉ? Mở hộp ngẫu nhiên. Huy hiệu thợ săn này. Tiếp tế. Huy hiệu thợ săn. Ôi, được cũng bảy. Thêm vào.